Việc thứ nhất cho những nhà phân phối mới vừa mới gia nhập là lập cái kế hoạch. Thường là cái việc lập kế hoạch này mình làm ở nhà, mình lý do tại sao làm ở nhà. Bởi vì cái người mà bảo trợ, người ta muốn tới nhà của người phân phối mới để biết tình cảnh gia đình và đồng thời quan trọng là gì. Nếu nhà phân phối đó có gia đình thì mình cần gặp cái người phối ngẫu, chồng hoặc là vợ. Trong cái lần gặp gỡ đó thì mình sẽ ngồi xuống và hỏi thăm về gia cảnh, về gia đình mình, tìm hiểu thêm, tạo một cái sự quan hệ trước khi mà mình bắt đầu. Ít nhất cho người phối ngẫu của cái nhà phân phối mới đó biết là vợ hay là chồng mình đang làm việc với ai. Và cái việc đầu tiên mình là thiết lập một cái kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh đây nó gồm có một vài việc. Thứ nhất là gì? Anh chị mình phải tìm hiểu là lý do tại sao anh hay là chị gia nhập công ty Lucin. Mình muốn tìm hiểu cái động cơ mình, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai đó, mình sẽ hỏi là cái kỳ vọng của hai vợ chồng trong 3 tháng tới, 6 tháng tới, 1 năm tới, lợi tức mà người ta kỳ vọng qua cái cơ hội kinh doanh này là bao nhiêu. Vì có thể có một số người chỉ mong làm vài triệu, mà đồng thời cũng có một số người ta có kỳ vọng cao hơn. Mình phải biết rất rõ cái mục tiêu và cái kỳ vọng, giống như là cái mục đích người ta tham gia Lucin là vì cái gì. Cái điều thứ ba, muốn đạt được những cái con số đó, muốn đạt được những cái lợi tức như vậy đó, thì cái thời gian mà người ta sẽ làm cái công việc này là bao nhiêu tiếng mỗi tuần. Mình sẽ hỏi anh chị trong một tuần có thể bỏ ra bao nhiêu tiếng và vào ngày nào. Lý do đơn giản là mình phải biết những cái thời gian ngoài cái công việc gia đình, ngoài cái công việc làm ở sở hãng hay có kinh doanh riêng, cái thời gian mà người ta có thể tham gia vào Lucin để mà mình đạt được cái mục tiêu hợp lý. Vì chắc chắn không phải ai cũng giống ai, và đó là lý do cái bước đầu tiên thì mình phải rõ ý định của những nhà phân phối mới. Thứ nhất là gì, mình sẽ lặp lại rất đơn giản. Thứ nhất là cái mục tiêu, cái mục đích, cái động cơ làm cái kinh doanh này. Thứ hai, kỳ vọng về vấn đề lợi tức. Và cái thứ ba là gì, cái thời gian mà người ta có thể dành riêng để tham gia vào cái công việc Lucin.